Thưa quý vị và các bạn, xây dựng trường học hạnh phúc là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong những năm gần đây. Để hình thành môi trường giáo dục yêu thương, an toàn và thân thiện, rất cần những hình thức kỷ luật tích cực giúp học sinh tiến bộ thông qua nhận biết và sửa chữa khuyết điểm. Ôm nhau để giảng hòa. Đây là cách mà một cô giáo phạt hai học trò vì đánh nhau. Có người ủng hộ, có người phản đối. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một hình thức kỷ luật nhẹ nhàng. Sự việc nữ sinh lớp 10 tại An Giang tự tử vì bị phê bình trước toàn trường cho thấy kỷ luật không có nghĩa là trách mắng, phê bình, xử phạt nặng nề. Em mong muốn thầy cô đó là có thể nhắc nhở nhẹ nhàng, có thể nói chuyện riêng, gặp mặt riêng, tâm sự và lắng nghe những cái lời nói của bọn em và có thể giúp bọn em nhận ra được cái sai lầm và sửa đổi cái sai lầm đó. Sau đó thì có thể dùng những cái biện pháp kỷ luật giống như là phạt các bạn ý lao động. Nếu như mà mình sử dụng hình phạt trước toàn trường như thế thì sẽ gây ra sự tự ti cho các bạn học sinh. Và như thế thì rất có thể các bạn sẽ không biết hối lỗi mà có thể sẽ vi phạm trong những lần tiếp theo. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, thông tư 32 chính thức có hiệu lực, đã không còn các hình thức kỷ luật phê bình trước lớp, trước trường và cảnh cáo ghi học bạ. Thay vào đó, các hình thức kỷ luật tích cực tập trung vào việc giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Kỷ luật tích cực sẽ được thực hiện theo những nguyên tắc động viên, thuyết phục, cảm hóa, tư vấn là biện pháp chính. Học sinh mắc lỗi chắc chắn phải bị phê bình kỷ luật, nhưng mức độ kỷ luật, cách thức kỷ luật như thế nào để học sinh nhận thức được lỗi lầm, sửa đổi lại phụ thuộc nhiều vào người thầy. Chúng tôi cũng đã thực hiện các hình thức kỷ luật tích cực. Thứ nhất là đó là thay đổi cách cư xử trong lớp học, dùng hình thức nào khuyến khích và nêu gương những hành vi, cách xử sự tốt và đúng đắn. Học sinh cùng tích cực tham gia xây dựng nội quy của lớp học. Kỷ luật tích cực là xu hướng tất yếu, nhất là trong bối cảnh ngành giáo dục và đào tạo đang nỗ lực phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, bình đẳng, hướng tới những lớp học, trường học hạnh phúc.